Mến chào toàn thể ông bà, cô bác, anh chị và cả nhà nhé. Hiện tại thì sau thời gian khoảng hơn 1 tiếng thì hai anh em đang ở địa chỉ là thôn Lập Phường, à thôn thôn Lập Phương, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội mọi người. Không may bị cháy đấy mọi người. Thì anh em Tâm đây cũng muốn đến đây để thăm ngôi chùa và hỏi sư thầy xem cái nguyên nhân của ngôi chùa bị cháy như nào, và để mong mọi người biết đến để mong mọi người giúp đỡ nhé mọi người ạ. Tâm sẽ đọc lại cái địa chỉ cho cả nhà xem nhé. Chùa Lập Phương, thôn thôn Lập Phương, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội mọi người nhé. Sau đó anh em Tâm sẽ vào trong chùa, nhất là thắp nén nhang nhé mọi người. Chờ. Ở kia có hương để châm chưa bạn? Chắc có rồi. Có hương châm rồi. Có con dao kèm không gửi? Chào anh. Vâng. Vâng, bye. Thế là cái nguyên nhân về ra tìm hiểu ra chưa bà? Hay là chập điện nhỉ? Họ cứ bảo khả năng chập điện. Khả năng chập điện rồi. Mưa gió này. Tôi ở đây 6 giờ tôi mới mở cửa. Không ăn không ngủ được. Nghĩ về chùa đã. Bà là bà ngôi chùa này là có được khoảng từ bao nhiêu trong năm rồi bà? Ý là các cái vật Đồ dụng vật đồ dụng đồ trong cổ, còn đâu chùa này thì nhìn chỉ mới cũng mới mới trông thế này, nhưng mà đồ cổ ở dưới nhà đều, các đồ cổ ở dưới nhà tổ cho hết lên trên này, bây giờ cháy thành than hết, đeo đồ cổ hết. đây là mình gọi là cái gọi là ngụ ở trong đây gọi là gì nhỉ, Tam bảo, tam bảo đúng tam bảo chuyển hết lên tam bảo mà bác, và thế mới tiếc ý. Vâng, anh em con vào lễ thì đã. Cả nhà, đây ngôi chùa Tam Bảo bị cháy đây cả nhà nhé. Anh em Tâm xin phép thắp nén nhang đã nhé. Trên Sóc Sơn À, à, cũng cũng có gọi cho thầy Huấn rồi, nhưng chắc thầy đang ốm. thầy nhà đang ốm, cả giờ cũng đang về nghỉ trưa, À, tại vì nên là là các bác thông cảm ạ. vâng Dạ vâng ạ. Chắc khả năng cao chập. Thì mời các bác cứ tự nhiên ạ. Vâng Dạ vâng. vâng ạ, xong rồi Vâng. mời các bác ra bàn ngồi uống nước. Vâng Dạ vâng. vâng. Cháy hết rồi, kinh cháy hết rồi. Kinh kinh chú thượng tụ. Cả nhà, tất cả các sư tượng là đều bị cháy hết rồi mọi người. Khéo đinh nhé em nhé. Tâm nhâm Tâm thì mong sao là qua cái ngày hôm nay thì chỉ mong sao càng nhiều nhà hảo tâm mạnh thường quân biết tới để giúp đỡ cho ngôi chùa để gây dựng lại cả nhà. Tại vì là cháy ngôi Tam Bảo này thì kinh phí là rất chi là lớn. Thầy ơi, không biết là cháy là vào mấy giờ cháy gì vậy? Tầm 8 giờ tối ngày hôm rằm tháng 6 ạ. À, 8 giờ tối à? 8 giờ tối rằm, thế mà lại thế to rồi. Xong là tại cụ vãi thì ở tận dưới nhà kho ấy ạ.
nên là ở đây nó lại vướng cái lùm cây nên là nó cũng khó nhìn lắm. Vâng. Các bác quay lùm cây thì nó cũng che toàn bộ chùa. Thôi Tâm xin phép Tâm sẽ đứng ở đây cho cả nhà xem nhé. Tại vì là ở đây là các cái gì này là cứ đây đi vào hơi khó. Chỉ Tâm đứng đây thôi ạ. Thế là đây. Đây ạ, cụ vãi tông chùa đây ạ. Đó là có vấn đề gì. Vâng vâng. Vâng. Không là là bà phát hiện ra đúng không ạ? Tôi ở đây đi trong chùa. Vâng. Bà là ở trong chùa này là bao năm rồi? Tháng 7 ạ, 14 tháng 7 này mới được 1 năm. À, mấy năm. Ba ở tại đây luôn ạ? À? Vâng, ba năm nay là bao tuổi rồi? Nay tôi 66 tuổi. Vâng, ba là người ở đây chứ hay là... Người đấy. Vâng. Người ở thôn này. Vâng. Thế là lúc lúc bà phát hiện là không 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 kịp à? Tôi phát hiện thì chúng tôi hôm nay lễ rằm đấy mà. Lễ vâng. Xong thì tầm gần 6 giờ thì chị em về rồi còn mình tôi. Vâng. Tôi ở đây thì 6 giờ tôi cũng khóa cửa vào. Vâng. Cứ thường thường ở đây là cứ chập tối tôi cứ đọc kinh đọc cái buổi chiều xong rồi tôi khóa cửa luôn. Vâng. Khóa cửa nhà mẫu nhà ấy quá hết rồi thế đi lên trên kia chập với nó cái những hôm nó cứ mưa ấy. Vâng. À, mọi hôm thì nói chung là còn xuống rửa chén nhà chung là tối tối là tầm 9 giờ hay mấy giờ mình để còn xuống rửa chén nhưng mà hôm nay rửa luôn từ sớm rồi. Vâng. À, lên đi. À, chuẩn bị cơm nước rồi các thứ làm công việc phần trên kia kìa. Vâng. Tầm lúc bây giờ cũng chả biết là mấy giờ nữa. Thế là mới cơm nước xong thì là tự nhiên là để bỏ màn rồi nằm ở trong màn ấy. Vâng. Nói đi đâu bạn. Vâng. Thế là mới thì, nghe tiếng nổ hai ba lần, hai ba tiếng nổ. À thế chắc lỗ cháy là sẽ lỗ luôn. Hai ba tiếng nổ tôi bảo biết ai nổ cái gì tôi mới chạy ra. Vâng. Chạy thảo hóa ra nhà mình bốc hết rồi. Tại lúc ấy cháy to rồi. Vâng, bốc hết rồi. Cháy to xong cái nguồn nứa nó lố các cái gỗ gỗ là nó sẽ kêu tích 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 nó đấy. Không biết là cái nhà độ 2 3 tiếng nổ đấy. Không biết là nổ cái gì không biết. Thế bảo không biết là nhà ai nổ với chạy ra đấy, không có thể không biết. Vì tôi ở trên cái kho nhà kho tích trên kia mà. Vâng ạ. Thế có ở dưới này có chợ ở đâu. Chả dự tính mà dựng lên này hết phải nhiều tiền không bà? Nhiều tiền lắm. Dự tính mình thầy nói bác là thì, thế là lúc bây giờ tôi mới xuống thì thôi tôi mới xuống là tôi mới mở cửa mở cổng này tôi mới lúc run hết ở trên tay làm sao mà nói được đâu. Vâng. May là có điện thoại thì gọi may là có một cái các cháu nó đi thể dục trên cái mới bảo các cháu vô hàng gọi dân họ bà mấy thế chúng nó gọi. Vâng. Thế là tất cả dân ra để rồi cũng chạy đồng ý cái ở trên các ngày đi đi kia cũng nghe thấy nhanh thôi mà. Vâng. Tại vì khói nó thế là nói chung với bác là ở đây là định là xây nhà tổ thế là mới vậy. Phá tất cả nhà tổ phá tất cả các gian đi nói chung phá hết rồi giờ không có chỗ ở đây tôi ở trên cái nhà kho tiếp bên kia thế thì các đồ thờ của nhà tổ là bày tất ở đây. Vâng. Bày tất ở đằng trước của Tam Bảo này ở giữa về hai bên nói chung là đồ của người xưa là đều có ngay như từ đời xưa vâng. Lâu thì cũng chưa từ đời Thanh như đời thì nói chung là có mấy ông Phật đấy là nói chung là đều đồ của con cháy hết. Vâng. Tiếc lắm bác ạ. Thế sự việc xảy ra rồi thì làm nào được bà giờ ai mình có muốn đâu bây giờ là củng cố lại là hết nắm tiền lắm. Bây giờ là phải xây lại mới hoàn toàn rồi. Vâng, mới hoàn toàn rồi, không thể như trước kia. Chúng tôi nó cũng mới sửa cái nhà này mấy năm nay chứ. Vâng. Thì nhỏ nhỏ xong rồi nói thôi. Lập lại rồi, cho lên trên kia rồi hậu cung dài lên đây cho xuống. Vâng. Mới làm xong rồi, năm nay năm ngoái vừa sơn chung đây. Sạch sẽ, đẹp đẽ. Vâng. Bao nhiêu công sức. Đấy nhá thì em ấy, có đinh ấy, đứng cẩn thận. Ở đây thì nói chung là thầy tôi về cái ngôi ở đây cũng vất vả. Vâng. Ngày xưa ở đây nó như là một cái bãi ấy cây cối tốt đu xuống rồi sâu những cái vực thẳm mà. Vâng, thầy về đây được bao năm rồi bà? Chắc cũng được chục năm không? Mấy năm. Mấy năm. Mấy năm rồi. Vâng.
tôi không nắm bao nhiêu hỏa, tại vì không phải 4-5 năm rồi. Vâng. Tôi không để ý từ năm nào nữa. Chảy hết. Nấp bao nhiêu tiền của đất vào đây đây chứ có phải đâu. Vâng, thì chùa mình là chùa ngôi chùa nghèo ở thôn làng thì phải gây dựng lên chứ bà, chứ ở đâu cũng thế mà, trên chùa con cũng thế. Cũng là nông thôn này thì các ngôi chùa thì cũng phải các thầy và cùng dân làng cùng đóng góp để xây dựng cải tiến dần chứ. Vâng. Là sao mình được như thành phố được, thành phố thì kinh tế họ có thì họ mới đóng góp được nhiều chứ. Ban cũng tỏ kia, ban ở giữa này, ban là này. Coi như là trên tỏ là mang hết đây các ngài đều ngài như vậy đều được có từ ngày xưa. Vâng. Các ngài. Vâng. Ấy đều được có từ ngày xưa. Bây giờ là tan thây bằng tan thây hết rồi. Thế thì lúc giờ tôi biết là tôi mới hô hào để gọi dân quốc gia thế này, gọi xe cứu hộ đấy. Vâng. Thế trong vòng bao phút họ xe đến bà? Hả? Xe cứu hộ đến nhanh không? Cứu hỏa hay xe cứu hỏa? Để ý nữa, không biết bao nhiêu phút. Chắc từ trong Phú Xuyên ra đây thì không biết là lúc giờ dân là cũng đây là có cái bè nước, thế là mấy trèo lên xe đỏ về là các loại thì mới cứu được cái chỗ kia không có để về an hết một tí đằng trước. Đấy, nhưng mà các ngài cũng thầy tôi mới năm ngoái ông cái đều là mua các tượng mới ra mới trang bây giờ thì ấy hết mà. Vâng, bây giờ mới lại nó có lửa là nó sẽ bị chỉ ám khói đen hết mà bà. Chạy được các ngài mới ít lên trên nhà lá trên kia kìa. Vâng. Vâng, đây bao nhiêu tổ đây bà? Thì kiểu rơi cháy này xong rơi xuống là nó đập vào đây đúng không? Không biết, chắc thế. Không biết thế nào mà tự nhiên thế. Chắc là con sợ chắc là chập điện thôi. Chắc chập điện thôi. Kiểu dây điện mình sợ nó. Nhanh thế chứ bác. Đúng rồi. Vâng. Chập điện mình nhanh thế. Không là sợ đúng. Tôi nghe trong cái tôi đàn rồi thì bung to cả lên. Tại vì con nhìn cái dây điện này, dây vẫn còn dùng cái dây đuôi này là dây nó cái loại đồng nó bé. Nó sẽ dễ nó sẽ rất là dễ dễ cháy đấy, tại vì là cái dây thời xưa của mình ấy, cái lõi đồng và cái lõi đồng nó mỏng lắm đấy, thì còn mà thế sợ là khi nó quá tải nó sẽ tự nó cháy ra đấy. Vâng, đây vẫn dùng dây đuôi để như mình là không dùng cái dây này, trên mình là dùng dây là lõi đồng nó to dày rồi, đây vẫn là dùng dây này nó bé này. Bây giờ lại bắt đầu lại từ đầu. Cho nên là tôi bây giờ nhân dân ở đây rất tật tử chúng tôi được mà. Nhân dân là thành tựu kêu gọi tất cả. Mong sao cả cộng đồng cùng chung tay bà, vâng. Chứ một số cá nhân hoặc cả như mình càng đông các nhà hảo tâm thì càng chung tay càng có thể gây dựng được nhanh. Vâng. Có kêu gọi các doanh nghiệp từ các nói chung các tất trên toàn nước Việt Nam, trên toàn các nước ngoài nữa thì phải ra tâm để trung tâm chung sức để cứu chữa, để cố gắng để gây dựng lại cái chùa bà. Lập Phương với cả thầy chúng tôi thế cái con tưởng là đây là gọi là chùa Lập Phương, chùa gọi là chùa A Di Đà à, chùa gì thì tại vì con thấy ghi là chùa A Di Đà mình chùa A Di Đà nhưng mà thôn Lập Phương. Con lại cứ tưởng là cái chùa Lập Phương. Xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên. Vâng, là chùa A Di Đà đúng không? Ở thành phố Hà Nội thì có đông dương to, có cái gì đâu. Thế thì chỗ con ấy trên bà là giống nhau, thế con cũng ở ngoại thành mà. Ừ. Anh em con cũng ở ngoại thành cũng như bà bây giờ cũng thế, mình chỉ là mãi Hà Nội thôi nhưng mình mới là ngoại thành. Chứ không phải là ở trong thành phố. Con nhìn hiệu trường đấy, có còn cái gì. Vâng. Hai bà nhà mình ở đây hết đấy bà nhỉ? Vâng ạ, ở đây tất cả bà chấp pháp nhà chùa. Vâng. Thì các bà lại vất vả rồi. Vâng, vất vả từ hôm cháy đến giờ thì cũng cứ phải trông nom đồ đạc của nhà chùa. Vâng. Từ hôm qua đến giờ thì từ hôm cháy đến giờ thì khách thập phương, các cụ, các ông bà, các cô bác đi qua đây thì cũng vào thăm chùa. Vâng. Thầy cũng mệt, từ hôm thì mệt. Tại vì con vừa gọi thầy bảo thầy đang ốm, đang nằm, đang nghỉ. Các bạn cứ nghỉ rồi con nên muốn lên gặp thầy. Thôi để thầy
Tại vì anh em con vẫn phải xuống mà. Anh em con ở trên Sóc Sơn, cạnh xe về Lộ Bài. Vâng. Và cái tai nạn rủi ro thì nó là nước, nó mình chả tránh, mình nhà biết được trước đâu. Nó là cái coi như cái kiếp nạn. Chùa đã nghèo rồi mà bây giờ thì có khi là trong cái rủi có cái may, có khi là cái duyên rồi, xong chia sẻ, mọi người chia sẻ thì lại biết đến chùa nhiều hơn. Chiều mình núi lại có khi xây dựng lại khang trang hơn ấy bà. Chắc rằng là có khi phải phá ra hết thì cũng phải cứ vâng. Chứ nhất là cả cháu này một cháu này sức là bé lắm, và tất cả thập phương chủ yếu là các doanh nghiệp bà, các doanh nghiệp mới lại các người đại gia rồi. Vâng, hảo tâm các cháu cũng có vợ ấy nên là cháu nhà mình gọi là một đi một nai. Vâng ạ, gọi là một tỷ để vâng mình có, người ta có nhiều thì người ta quyên góp nhiều. Vất bây giờ là vất, là vất thầy mấy các bà ở dưới này thôn. Vâng, thầy về cái chùa này rất là nghèo. Vâng. Nó, ở cái chỗ khu vực này nó là thành một cái ao luôn. Thế là đỏ, thẻ đỏ bao nhiêu đất đấy nó mới nổi lên được cái này đấy chứ. Vâng. Rậm rạp che phe tồm. Thẻ khó lắm đấy chứ. Thế thầy, thầy là về đây được bao năm rồi bà nhỉ? Về năm nay là năm nay là vâng. Đấy, cái khu vực này là nó là thành thành như là một cái hồ ao luôn. Hầu như cả một cái công ty vận tải người ta vào. Vâng. Thì anh em tôi cũng đi mấy chùa cũng toàn là cũng đều ruộng ao các thứ lên, nói chung là phải có sự cố gắng của trụ trì nhất là bà con xung quanh, cũng không thì một mình thầy cũng không làm gì được, không thể làm thầy về là thầy sư đắc tất. Vâng. Còn trước kia thì nó rậm rạp thôi, chỉ có mỗi cụm từ trụ trì che theo rậm rạp rắn rết của cái nhà tổ này. Vừa rồi cũng phá ra là thẻ ở nó cũng chỉ có mấy mét vuông thôi, nó nứt nở ra xong rồi thì là còn rắn nó còn chui vào. Vâng. Thế thế còn hầu cũng như là bây giờ các cái chùa mà kêu gọi là hầu như toàn vùng sâu vùng xa, dân người ta cũng không có. Vâng. Dân ở đây cũng nghèo, không có xí nghiệp rồi không có gì. Cả nhà ơi, thì cái ngôi chùa Di Đà này thì Tâm mới đầu là Tâm nói nhầm, Tâm là tưởng là chùa Lập Phương, nhưng tên chùa gọi là chùa Di Đà. À, thôn Lập Phương, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội mọi người nhé. Thì anh em Tâm cũng đã chia sẻ cho mọi người biết đến rồi. Thì thầy chủ trì là thầy Huấn, thầy thì đang ốm cho nên là Tâm cũng, anh em Tâm cũng không đang giờ nghỉ trưa. Thì anh em Tâm cũng không muốn gọi thầy dậy để cho thầy nghỉ. Thì để một vài hôm nữa anh em Tâm quay đây thì anh em Tâm sẽ gặp thầy và gửi lại số tiền mà anh em Tâm nhận được. Thì Tâm cũng không làm mất nhiều thời gian của mọi người nữa. Thì anh em Tâm chỉ mong sao khi mọi người biết đến cái ngôi chùa này thì mong mọi người bớt chút thời gian có thể đến ngôi chùa, thăm ngôi chùa và trợ duyên cho ngôi chùa một chút nhé mọi người nhé. Để gây dựng một cái ngôi tam bảo thì mất rất chi là nhiều tiền. Thì anh em Tâm cũng không làm mất nhiều thời gian mọi người nữa. Thì anh em Tâm cũng xin phép về. Hẹn mọi người ở cái video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà nhé.